Chân em sao rồi? Chân em cũng còn đau lắm. Để anh kiểm tra thử. Anh xin lỗi. Em xin lỗi. Em làm phiền anh quá. Đâu có gì đâu phải xin lỗi. Em là bệnh nhân, anh là bác sĩ nên chăm sóc em là trách nhiệm của anh mà. Anh chỉ coi em là bệnh nhân thôi sao? Em uống miếng nước đi. Cái vết thương của em á, bác sĩ có nói là không có sao hết, cho nên là em cứ nghỉ ngơi thêm. Còn cần gì á thì anh cứ nhờ mấy cô điều dưỡng rồi mấy cô sẽ giúp đỡ em. Dạ, nha. Em biết rồi. Anh đi nha. Em xin lỗi nhưng mà chân em tê quá. Em muốn đi lại xíu cho nó mau khỏi. Anh đỡ em nha. Từ từ. Dạ. Em có sao không? Chân em đau quá. Ngồi xuống đây đã. Ngồi xuống. Nằm xuống nghỉ ngơi đi. Chân đau thì đừng đi đâu hết. Ô, mẹ. Dạ, con chào cô. Con nằm viện 2 ngày rồi, hôm nay mới được gặp cô. Cô cũng nghe con nằm ở đây mà tới bữa nay mới rảnh để thăm con. Dạ. Con bị thương có nặng không? Dạ, cũng nặng lắm cô. Nó cứ nhức hoài không hết. Nhưng mà may là có anh Tùng, ảnh chăm sóc cho con. Nhưng mà con thấy con làm phiền ảnh quá à. Tại vì con mà hai vợ chồng ảnh cãi nhau. Sao tụi con lại cãi nhau? Dạ cũng đúng thôi cô. Tại vì con với anh Tùng ngày trước cũng có thời gian yêu nhau, nên cổ ghen là đúng rồi. Nhưng mà cổ dữ quá à. Con với anh Tùng cố gắng giải thích mà cổ không có hiểu. Con đã nói với Thảo rồi, là con với Mỹ không có gì hết á. Tụi con chỉ là bạn thôi. Đúng là lúc trước tụi con có quen nhau thật, nhưng mà bây giờ thì đã hết rồi. Với lại bây giờ Mỹ đang gặp vấn đề, không có ai giúp hết. Có một mình cổ à, nên con phải giúp đỡ cổ. Nhưng mà cổ không chịu nghe gì hết, suốt ngày cứ ghen tuông luôn tung. Con cũng biết nói sao nữa. Cũng gây khó khăn cho con rồi. Thôi để cô sẽ nói lại với Thảo. Còn con á, mẹ nghĩ là Thảo nó không có đến nỗi nào không hiểu chuyện như vậy đâu. Nhưng mà để tránh hiểu lầm thì hai đứa cũng nên hạn chế tiếp xúc với nhau đi. Ở trong bệnh viện có điều dưỡng mà, cứ để điều dưỡng chăm sóc cho cổ chắc chắn là sẽ tốt. Con đừng có lo lắng quá. Thôi con nghỉ ngơi nha. Dạ con cảm ơn cô. Thôi em cứ nghỉ ngơi đi. Có gì á thì cứ nói với cô điều dưỡng nha. Anh Tùng, em muốn xuất viện. Con ơi con, trời ơi cô làm. Nè Thảo ơi Thảo, cô làm cái gì mà bỏ quần áo vô vali tính đi đâu hả? Con à, từ từ đi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết á. Hãy bình tĩnh đi con. Thôi con, hả? Nói coi, chuyện gì vậy? Bây giờ anh Tùng á, anh chọn tin lời Tiểu Tam. Mà anh không tin lời của con thì con ở đây làm gì nữa? Tiểu Tam? Con ơi con có hiểu lầm thằng Tùng không? Thằng Tùng không phải là cái hạng người mà có cô này cô nọ đâu con. Thiệt mà, thậm chí là giờ con có muốn cưới cho thằng Tùng mà con vợ bé nó cũng không chịu đâu. Hiểu lầm đó con à. Con có hiểu lầm gì hết á. Con đã xác nhận hết mọi chuyện rồi, mọi chuyện chắc chắn là như vậy. Anh thà tin lời con nhỏ đó, anh bị con nhỏ đó diễn kịch dắt mũi. Anh chửi con, anh mắng con, anh không đứng về phía con trước mặt mọi người. Con tự hỏi bác mẹ, vợ chồng với nhau mà không tin tưởng vậy thì ở đây làm gì nữa? Bình tĩnh, nghe mẹ nói nè, bây giờ câu chuyện đầu đuôi sao kể mấy mẹ nghe coi. Trời ơi, thì ra chuyện là như vậy hả? Nhưng mà mẹ nghĩ là con Mỹ không phải là người như vậy đâu con. Theo tôi nghĩ thì cũng chưa chắc là như vậy đâu.
Bởi vì lâu quá rồi mình không gặp con Mỹ, biết đâu bây giờ nó thay đổi tính tình thì sao bà? Nè, mà con có chắc chắn là như vậy không? Nên răng mẹ cũng không tin con nữa. Mẹ không cần phải hỏi con, cũng không cần phải cãi con nữa đâu. Thế mẹ không tin con thì thôi. Con xin lỗi hai mẹ. Đừng trách con dâu bất hiếu. Nó không làm tròn bổn phận của con dâu được. Ơi Thảo ơi, Thảo ơi, chuyện đâu còn đó Thảo ơi. Thảo ơi, Thảo bình tĩnh con, bình tĩnh nghe hai mẹ nói nè. Bình tĩnh Thảo ơi, Thảo ơi con, trời ơi đứng lại Thảo. Trời ơi, nghe mẹ nói nè, cái chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết nha con. Con không nên nghe một phía, phải nghe hai phía mới được nha con. Đúng rồi đó con, nghe mẹ Mai đi, bình tĩnh rồi từ từ mình giải quyết nha con nghe. Đó. Ủa, chuyện gì vậy con? Sách vali đi đâu vậy? Trời ơi, bà về mai quá, bà khuyên con dâu mình đi. Trời ơi, nó đòi bỏ nhà ra đi vì thằng Tùng có tiểu tam kìa. Mẹ nhất định sẽ không để cho con Mỹ nó làm như vậy đâu. Con có tin mẹ không? Nè bà Trúc, cái thái độ bà như vậy là bà biết chuyện gì phải không? Bà nói thì tôi nghe đi. Tôi cũng chưa có chắc chắn lắm, nhưng mà tôi khẳng định là con Mỹ nó có vấn đề. Anh đi nha. À, em có sao không? Chân em tê quá. Em muốn đi lại xíu cho nó mau khỏi. Anh đỡ em nha. Nè, em sao vậy? Chân em đau quá. Ngồi xuống đây đã. Ngồi xuống. Từ từ thôi. Con Mỹ nó quá đáng thiệt đó. Mấy cái đứa mà tiểu ta mà nó ranh ma quỷ quyệt lắm. Con yên tâm, mẹ sẽ cho nó một trận. Khoan, mọi người cứ bình tĩnh đi. Chuyện này á, chung quy ra cũng do lỗi của thằng Tùng nhà mình. Nó tốt bụng quá, cho nên là nó dễ tin người quá đó mà. Nè, nghe mẹ nói nè, yên tâm nha, bình tĩnh từ từ giải quyết. Còn nếu mà thằng Tùng á, nó không nghe lời ba mẹ, ba mẹ sẽ lôi cổ về đánh đòn nó. Đúng rồi, con nghĩ đi. Không lẽ thằng Tùng ba mẹ nói mà nó không nghe lời hay sao? Hả? Từ từ thôi, cẩn thận. Từ từ. Cẩn thận nha. Em ổn mà, không sao hết á. Ổn cái gì, vết thương nguy hiểm lắm. Chân em biết, em đã nói lầm rồi mà. Rồi, cẩn thận, ngồi xuống. Anh đừng có suốt ngày lo cho em như con nít vậy đó. Lấy giỏ đồ vô kìa. Thì đi nè, anh đi ra lấy cho nè. Đây nè, của em nè. Cảm ơn anh. Không có gì đâu. Em ổn hết rồi đúng không? Ừ, dạ, chắc là ổn rồi. Ừ. Còn cần giúp gì nữa không nè? À, dạ thôi, được rồi, anh về đi. Cho anh về nha. Dạ. Anh về cẩn thận nha. Ừ, cũng ngon. Dạ, cảm ơn anh. À, Mỹ, em sao vậy? Có sao không? Cẩn thận. Em không sao đâu. Em tính đi lên phòng mà tự nhiên chân nó nhói quá. Chân còn đau phải cẩn thận chứ. Coi bộ chắc đi lên cầu thang không được rồi. Anh dìu em lên nha. Làm phiền anh quá. Để anh giúp cho. Cẩn thận nha. Từ từ, từ từ. Không sao. Cẩn thận. Từ từ thôi nha. Em ngồi xuống đi.
Ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.